Hồng Duy chính thức lên tiếng về cú trượt chân bị chỉ trích dữ dội trong trận thua Thái Lan. Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã có chia sẻ sau khi Việt Nam phải dừng bước ở AFF Cup. Tối ngày 26 tháng 12 vừa qua, dù đã thi đấu hết mình nhưng đội tuyển Việt Nam đã chính thức dừng bước tại AFF Cup 2020 trước đội tuyển Thái Lan. Lý do dẫn đến kết quả này là bởi tỷ số bất lợi từ lượt đi, chúng ta để Thái Lan dẫn hai bàn cách biệt. Trước đó, ở trận lượt đi, một pha trượt chân tai hại của Nguyễn Phong Hồng Duy vào phút thứ 14 đã tạo điều kiện cho cầu thủ Chanathit của Thái Lan ghi bàn thắng dẫn trước để rồi sau đó chưa đầy 10 phút, đội bạn lại thừa thắng xông lên ghi tiếp bàn thứ hai. Sáng nay ngày 27 tháng 12, Hồng Duy đã đăng status xin lỗi về cú trượt chân và gửi lời cảm ơn người hâm mộ. Nguyên văn chia sẻ của chàng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Lời đầu tiên cho Duy gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ vì pha trượt chân của Duy ở lượt đi khiến cho kết quả lượt về của đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn. Bản thân Duy cảm thấy tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam dừng chân tại bán kết, nhưng thật sự hôm qua Duy xin gửi lời cảm ơn đến tập thể đội đã có một trận đấu quả cảm, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Cảm ơn toàn thể người hâm mộ cũng như trong và ngoài nước đã luôn theo dõi, ủng hộ đội tuyển suốt thời gian qua. Chuẩn bị cũng bước sang năm mới, xin chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin cảm ơn. Phía dưới bài đăng, ngoài sự động viên của người hâm mộ, dàn cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng để lại nhiều bình luận khác nhau. Nếu như Nguyên Mạnh và Duy Mạnh động viên chân thành thì Tiến Linh, Thành Trung, Hà Đức Trinh lại chiêu đùa nhiệt tình.